Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh kể thực điện của mình nha. Rồi, ok, clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách tháo những cái dây này ra mà tay không thể giật ra được. Một khi đã dài vô là không giật ra được nha. Nhiều thợ thì ok, ta xài được, nhưng mà ở nhà mà bị sự cố hay tò mò tháo ra để mà sửa chữa này nọ, sao bật không sáng thì không biết thì nên xem clip này. Còn những đây là clip không dành cho thợ nha, clip mình không dành cho thợ, mình chỉ tạo clip ra để cho những bạn nào, anh chị nào không biết để mà sử dụng thôi, chứ không phải là tạo clip ra để nói này nói nọ. Thì mình biết thì mình chia sẻ, còn không biết thì chia sẻ làm gì. Đó, đây. Thì clip hôm nay mình chia sẻ là đây. Có bạn cũng đã hỏi mình mới làm nha. Đây. Thì bây giờ làm sao để tháo cái những cái dây đây thế này? Làm sao tháo? Cứ ngắt người là sao tháo? Thì chỉ cần một cái bút điện thì chắc chắn nghĩ là ở nhà nào cũng phải có nha. Thì không có phải có bút thử điện thì kìm để bị sự cố thì có thể sửa chữa được, anh chị tự sửa chữa ở nhà được. À đây, thì trong này nó sẽ có một cái gờ này cho bạn xem. Đây, trong đây nó sẽ có một cái gờ trong đây, đây đó, đây này. À, vô dây đó đây. Đó, nó có gương mẹ trứng này, thấy không? Bây giờ mình sẽ nhắn vào. Lấy bút điện nhắn chặt vô, vào rút ra. Đó, đơn giản không? Quá đơn giản đúng không? Đó, đây là mình chỉ cho bạn chưa biết thôi, quá đơn giản. Biết rồi thì có thể tự làm được hết trơn. Đây, tiếp theo. À, làm sao rút vô ra được nè. Cứ ngắt dài làm sao? Này, đó không? Giật tụt cái dây điện, tụt cái dây ra luôn này, nó tụt cái dây đồng ra luôn, không ra được. Cho nên mình phải chọt vô cái lỗ mẹ trứng này, đây lấy bút điện chọt vô. Nếu ở nhà không có bút điện thì có một cái tụt vít dịp nhỏ này cũng được nha, nhỏ này tụt ra cũng được. Đây cũng vậy. Rồi, giờ mình sẽ tụt cái này ra đây, nhét vô rút ra, đơn giản dễ. Đây cũng vậy, nhét vô cái lỗ mẹ trứng này đây. Rồi, clip mình hướng dẫn tới đây thôi. Chúc các bạn thành công. Rồi, chào tạm biệt các bạn.